Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cộng đồng Phật ở Việt Nam tại thành phố này long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, một mặt đền công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, mặt khác góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Nhân dịp này chúng tôi kể đến các quý vị đề tài Ngài Mục Liên cứu mẹ Thanh Đề. Lễ Vu Lan gọi đủ là lễ Vu Lan Bồn, có nghĩa đen là lễ đề cao về pháp cứu tế. Cứu là cứu độ, tế đó là tế bằng hay là tế nhân. Sở dĩ lễ này được gọi là lễ cứu tế vì gắn kết với điển tích mẹ của Ngài Mục Liên là bà Thanh Đề, sau khi chết vì không có ai thừa kế toàn bộ gia tài, sự nghiệp và tài sản của bà, bà khởi lên tâm trạng tiếc nuối và tiếc của, cho nên chết trong vòng 49 ngày đó bà chưa được đi đầu thai, tồn tại dưới hình thức là ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên, gọi tắt là Ngài Mục Liên, con trai duy nhất của bà, vì giác ngộ chân lý của Đức Phật đã không màng đến việc thừa kế tài sản, trở thành nhà tâm linh, giác ngộ quả vị A-la-hán, mang niềm vui, hạnh phúc đến rất nhiều người. Khi bà qua đời đó, thì Ngài Mục Liên ở xa, quay về nhà đó, thì biết mẹ mình đó, đã trở thành người thiên cổ, dùng 6 phép thần thông quan sát khắp mọi nơi, thấy mẹ mình tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ. Bản thân của Ngài dầu có phép màu đặc biệt như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, vân vân, vẫn không thể cứu giúp được mẹ của mình. Ngài Mục Kiền Liên quay về gặp Đức Phật, tường trình đầu đuôi câu chuyện, mong Đức Phật chỉ cho giải pháp giúp đỡ mẹ mình thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ, và đồng thời giúp cho tất cả các hàng ngạ quỷ trong cùng khu vực đó cũng có cơ hội được siêu thoát. Từ đó Đức Phật đã yêu cầu Ngài Mục Kiền Liên làm một số điều như sau. Điều A, thiết lễ đại trai tăng, tức thỉnh mời mười phương tăng sĩ hội ngộ về một địa điểm để làm lễ cúng dường và đồng thời hồi hướng công đức để cầu siêu cho bà Thanh Đề, tức là mẹ ruột của Ngài Mục Liên. Điều hai, tất cả các vị tăng sĩ này đều là những người chuẩn mực về giới hạnh thanh cao, trí tuệ siêu việt, có khả năng hướng dẫn hộ niệm để giúp cho mẹ của Ngài Mục Kiền Liên rũ bỏ thái độ tiếc nuối tài sản, nhờ đó mà tái sanh được sớm hơn. Điều ba, tất cả các hàng Phật tử, những người yêu kính mến Đức Mục Kiền Liên cùng có mặt tại lễ cúng dường trai tăng để hộ niệm và hỗ trợ cho mẹ của Ngài Mục Kiền Liên.
và nhờ đó đó lễ đó mang lại một kết quả mỹ mãn, đó là mẹ ngài Mục Liên sớm được siêu thoát và tất cả các hương linh chết trong thời gian đó cũng nương vào sự hộ niệm đặc biệt này mà được siêu thoát. Từ đó mà kinh Vu Lan đó còn được gọi là kinh cứu tế. Nhân vào địa tích này, vào mùa tháng 7 âm lịch hàng năm tại Trung Quốc và Việt Nam đó, thì đại lễ Vu Lan thường được diễn ra vào ngày rằm tháng 7. Thì trong đại lễ Vu Lan, ngoài việc tất cả chúng ta cùng ôn lại bốn ân lớn là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại, thì cần phải nhớ về điển tích của ngài Mục Kiền Liên của mẹ Thanh Đề, để tất cả chúng ta tập trung tâm đạo và các nỗ lực cần thiết để giúp cho ông bà tổ tiên, người thân đã quá giảng cũng được siêu sinh và có mặt ở cảnh giới an lành của các đức Phật. Từ đó mà lễ trai đàn chẩn tế, tức là thiết lập một đại lễ cầu siêu 10 loại cô hồn, và nhân ngày hôm đó đó thì ngoài việc độ cho các hương linh ma quỷ được siêu thoát, thì các nhà chùa đó còn làm lễ chẩn bằng, chẩn tế đó, tức là chẩn bằng và tế nghèo, để giúp cho những người nghèo có được một phần quà, chén cơm, manh áo để vượt qua nỗi khổ niềm đau của bản thân. Trước khi đại lễ Vu Lan được diễn ra tại đây đó, thì Đại Đức Thích Đức Đạt đã làm lễ chẩn tế ở phía trước hội trường này. Đó là gắn kết với cái điển tích của ngài Mục Liên Thanh Đề. Sau đây thì chúng tôi xin phân tích về ý nghĩa tâm linh của sự kiện mẹ ngài Mục Liên đã được chính bản thân ngài cứu độ qua câu chuyện vừa nêu. Chúng ta có thể rút ra những tình huống như sau. Vấn đề 1: tiếc nuối và vướng kẹt sau khi chết. Câu chuyện của ngài Mục Liên và mẹ của ngài là rất hy hữu. Cha của ngài mất sớm, mẹ của ngài là một đại gia, tài sản quá nhiều, nhưng bản thân ngài Mục Liên là người giác ngộ chân lý, do đó không màng tất cả các tài sản kế thừa từ mẹ. Do vậy mà đến lúc hấp hối đó, thì mẹ của ngài Mục Liên là bà Thanh Đề đã tiếc nuối. Do sự tiếc nuối nên bà đã không thể tái sanh liền ngay sau khi cái chết diễn ra. Như vậy, tiếc nuối tài sản trước cái chết là một trong những trở ngại rất nguy hiểm cho tiến trình tái sinh. Để rút ra bài học có ý nghĩa đó, thì mỗi người chúng ta khi còn sống nên hiến tạng và hiến xác cho khoa học, đồng thời làm di chúc cho người thân của mình theo luật định. Toàn bộ các tài sản mà chúng ta gây dựng được trong mấy chục năm của kiếp người sẽ trở thành là sở hữu hợp pháp cho những người được chúng ta di chúc. Như vậy, việc kế thừa này chỉ diễn ra khi chúng ta nhắm mắt lìa khỏi đời. Nói cách khác là từ thời điểm ta viết di chúc theo luật pháp, nó vẫn tiếp tục là sở hữu của chúng ta, không mất đi đâu. Ai phát tâm hiến xác cho khoa học, hiến tạng phủ của mình cho những người có nhu cầu và tổ chức di chúc đâu đó đàng hoàng, thì khi vô thường đến, do tuổi thọ hết, do nghiệp sống hết, hoặc do một biến cố nào đó, sự sống chúng ta không tiếp tục tồn tại, thì ngay thời khắc đó chúng ta không rơi vào sự luyến tiếc tài sản như mẹ của ngài Mục Liên, tức là bà Thanh Đề. Và
chúng ta có cơ hội tái sanh liền ngay lập tức. Theo Đức Phật đó, con người chúng ta không phải sanh ra từ ngay kiếp này, và do vậy cũng không phải chết đi ngay sau cái sự sống kết thúc, tức là không mất đi vĩnh viễn. Mỗi một kiếp sống mấy chục năm chỉ là một điểm chấm trên một đường dài vô tận, không có sự bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc. Những người theo tôn giáo nhất thần, tức là tin Thượng Đế sáng thế, thì cho rằng đó, con người chúng ta là do Chúa tạo ra. Những người theo chủ nghĩa duy vật đó, thì cho rằng con người chúng ta tạo ra từ vật chất. Não và ý thức là loại vật chất cao cấp nhất. Còn những nhà duy tâm của triết học phương Tây cho rằng tâm tạo ra sơn hà vũ trụ vạn vật, trong đó có sự sống của con người. Darwin, người thành ra thuyết Darwin, thì cho rằng nguồn gốc của con người có mặt từ loài khỉ vượn. Đức Phật trong kinh cách đây 26 thế kỷ cho chúng ta biết bốn giả thuyết vừa nêu đều không chuẩn, bởi vì con người tương tác với các con vật, môi trường sinh thái theo một cái quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc để hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc. Sau sự kết thúc đó lại tiếp tục theo cái quy trình tương tự như thế. Cho nên thấy rõ được việc này đó, thì khi chúng ta chết, chúng ta không luyến tiếc về sự sống, vì chúng ta tiếp tục đi tái sanh do nghiệp quy định. Tất cả các tài sản không ai có thể mang theo được. Cho nên tinh thần Phật dạy là khi còn sống, ta biết sử dụng nguồn tài sản hợp pháp chia sẻ cho các mảnh đề bất hạnh. Nhờ đó đó là cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn. Phần còn lại ta di chúc cho những người thân. Do vậy không còn sự tiếc nuối nào diễn ra. Và làm được như thế đó, thì sự sống của chúng ta trở nên rất bình thản và an lạc. Điều 2, thần thông không vượt qua được nghiệp lực. Thần thông là khái niệm mà Đức Phật sử dụng để chỉ cho các năng lực siêu giác quan. Chúng ta có 6 giác quan là thị giác, tức cái thấy của mắt, thính giác, tức cái nghe của lỗ tai, khứu giác, tức cái ngửi của mũi, vị giác, tức cái nếm của lưỡi, xúc giác, tức cái va chạm trên làn da, và ý thức, tức là tiến trình tư duy ở trong bộ não của mình. Ngoài 6 năng lực giác quan thông thường đó, thì con người bằng sự tu tập sẽ có thể đạt được các năng lực siêu giác quan mà Đạo Phật gọi đó là thần thông. Chẳng hạn như có thể độn thổ, bay trên mặt đất, đi trên sông nước, trốn ở dưới lòng biển sâu khoảng một thời gian nhất định mà vẫn có thể tồn tại. Hoặc là có năng lực biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, hay là nắm rõ được các sự việc, sự vật, tình huống đã từng diễn ra trong quá khứ. Hoặc là có năng lực tâm rất là sáng suốt, biết rõ được tâm lý, ý niệm, nhận thức, tình cảm, tâm tư của người khác. Các năng lực siêu giác quan này Ngài Mục Kiền Liên đều hội đủ. Muốn giúp mẹ mình đang chìm trong cảnh giới ngạ quỷ tạm thời, ông đã trở nên hoàn toàn bất lực, vì thần thông không thể thay đổi được tình huống khi nghiệp xấu đã đến lúc chín muồi. Trong dân gian Trung Quốc, người ta đã thêu dệt cho một câu chuyện rất là ly kỳ về và mẹ thanh đề của Ngài Mục Kiền Liên, nhưng đó không phải là câu chuyện thật. Người ta đồn thổi rằng là mẹ Ngài Mục Kiền Liên rất nghèo, rồi hôm nọ mót ngúa ngoài các cánh đồng, đem dân lúa đến cúng cho chùa. Hòa thượng chủ trì là người đã giác ngộ, biết tâm lượng vĩ đại đó, mới nói các chú tiểu trong chùa ngày hôm sau hãy tiếp vị đại thí chủ. Các chú tiểu nghe đại thí chủ hiểu theo nghĩa đen, tưởng là đây là các đại gia giàu có, cho nên chờ đón người giàu có đến
một bà lão với cái dáng bộ như người ăn mày, trên tay cầm một thúng gạo rất là trịnh trọng đến, thì các chú tiểu do bận chờ đại gia mà không tiếp bà. Từ đó bà mới trỗi dậy tâm lý giận dữ và trả thù các tu sĩ bằng cách là cho các tu sĩ ăn thịt chó nhét vào trong bánh trưng hoặc là bánh ú, bánh tét, vân vân. Từ đó mà sau khi bà chết đó, tội lỗi này đã làm cho bà bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Đó là câu chuyện không có thật được đồn thổi trong nhân gian thôi. Chứ thực ra đó, cái nghiệp lực của bà Thanh Đệ đây là sự tiếc nuối tài sản. Những người tiếc nuối đó từ khi còn sống á, hiếm khi chia sẻ sở hữu tài sản bao gồm động sản và bất động sản của mình cho những người kém may mắn hơn. Ở trong kinh sư Đức Phật mô tả tâm lý chia sẻ tài sản đó cũng giống như á, chúng ta dùng một con dao thật bén cắt vào các làn da thớ thịt của mình, mà mỗi động tác như thế là chúng ta rỉ máu đau nhức vô cùng. Tức là nhiều người cảm thấy là không thể nào rời bỏ khỏi tài sản mà mình đã làm được, vì đó là mồ hôi, nước mắt, công sức và biết bao nhiêu là cái gian truân thử thách mới có được. Tuy nhiên á, mình phải hiểu là không tài sản nào có thể đi theo chúng ta sau cái chết, ngoại trừ ta giao hoán và đổi các tài sản và bất động sản này dưới hình thức là công đức. Và hình thức công đức đó giống như ta mở một tài khoản công đức vô hình trong một ngân hàng vô hình, và công đức phước báo này sẽ trở thành các vệ sĩ thật của chúng ta trong cuộc đời. Cho nên khi gặp những khó khăn đó, nhờ phước đức đó chúng ta có thể vượt qua được. Thần thông hoàn toàn bó tay chấm cơm trước nghiệp lực tiếc nuối. Cho nên Đức Phật mới kêu gọi Ngài Mục Kiền Liên nương tựa vào phước báo cộng đồng, tức là phước báo tập thể. Ở đây là công đức tu tập của 10 phương tăng. Mỗi một vị tăng sĩ đó thì công đức tu tập đó giống như là một ruộng phước. Chiếc y mà các thầy, các sư cô đang đắp ở trên cơ thể có hình thù là các ruộng, các thửa ruộng. Và mỗi một cái ô ruộng đó tượng trưng cho một cái khoản công đức nhất định. Do đó khi các quý Phật tử gieo hạt giống lành, tức là phát tâm cúng dường việc xây chùa, tạo tượng Phật, đúc chuông, ấn tống, in kinh và những cái khoản tài chánh khác để vận hành và phát triển ngôi chùa đó, được xem là đang gieo vào trong ruộng phước điền. Và bằng cái việc cúng dường cho 10 phương tăng này đó, thì cái nghiệp lực của bà Thanh Đề đó được chuyển hóa. Và nhờ đó đó, cái sự thay đổi nghiệp này đó đã được diễn ra, cho nên bà đã không còn tiếc nuối tài sản mà được tái sinh. Điều 3, tiến trình chuyển nghiệp của bà Thanh Đề. Chuyển nghiệp là một khái niệm mà Đức Phật dùng để chỉ cho các hành động mới của chúng ta có chức năng đó là đi ngược lại với các hành động xấu cũ trong quá khứ. Nếu chúng ta gieo trong quá khứ một cái nghiệp tiếc nuối, thì trong hiện tại chuyển nghiệp là cách chúng ta nỗ lực buông bỏ cao thượng, thì hai nghiệp đối lập này đó sẽ tác động lẫn nhau, loại trừ nhau, cái còn lại là kết quả. Thì sự chuyển nghiệp liên hệ đến bà Thanh Đề diễn ra như sau. Bà Thanh Đề tiếc nuối tài sản vì sợ không có ai kế thừa nên chết mà không siêu được. Đang khi đó, con của bà là Ngài Mục Liên không màng đến nó, xem nó như là một cái dễ rách thôi, không phải bận tâm. Mười phương tính thí, tức là các quý Phật tử khắp nhiều nơi, do vì kính quý mến Ngài Mục Kiền Liên mà phát tâm cúng dường trai tăng cho hàng vạn các vị tăng sĩ trong ngày lễ hôm đó, thì làm cho bà Mục Liên mới suy nghĩ: người khác không hề quen biết mình, nhưng mà vì kính trọng con trai của mình mà sẵn sàng bỏ tài sản ra để tạo phước báo và cứu giúp cho nhiều hương linh tiếc nuối này được siêu thoát, thì tại sao ta, con ta không hề bận đến tài sản mà phải bị vướng kẹt vào cái việc tiếc nuối này?
Từ đó bà mới phát khởi tâm, mở tâm ra để cho tâm tiếc nuối đó không còn bị vướng kẹt nữa. Nhờ đó bà nó nỗ lực gọi là phát tâm bố thí cúng dường, buông bỏ tài sản một cách cao thượng, không tiếc nuối. Nhờ đó mà bà đã được chuyển cái nghiệp tiếc nuối. Trong kinh Du Lan đó, cái hình ảnh vướng kẹt của nghiệp tiếc nuối đó được mô tả một cách rất là ấn tượng. Khi nhìn thấy một bát cơm, một tay đó thì che đậy, tay khác thì vốc ăn một cách rất là nhanh chóng, sợ những ma quỷ đồng loại khác cùng chia sẻ phần ăn này. Từ đó mà cổ của bà Thanh Đề đó là bốc cháy. Đây là một hình ảnh mang tính biểu tượng chứ không phải là diễn tả sự thật. Người nào ăn nhanh, ăn ngấu nghiến, ăn mà không kịp nuốt thường bị mất cổ. Mất cổ là một động tác làm cho chúng ta bị đau ở vùng cổ và nuốt vào khó khăn. Lúc ta phải uống nước, và bằng không ta sẽ bị nát cục. Và do vậy đó, cái việc ăn thực phẩm đó trở nên là không có bổ ích và không có thú vị tí nào. Thì tương tự đạo Phật dùng hình ảnh lửa bốc cháy ở cổ cho thấy là người nào tiếc nuối tài sản, keo kiệt, bỏn xỉn và không biết chia sẻ tài sản cho cha mẹ, cho người thân, cho cộng đồng, mà chỉ biết là tích góp trở thành một tâm tham cố hữu, thì người đó cũng giống như là cái cổ bị mắc nghẹt, và ăn vào nuốt vào thì không trôi, nhả ra thì không được. Lửa bốc cháy ở đây được hiểu là lửa tham, lửa tiếc nuối, lửa vướng kẹt ra. Cho nên thực tập và bố thí cúng dường là một trong những con đường tốt nhất để giúp cho chúng ta làm cho cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa cao quý hơn. Nếu chúng ta tin là chết không phải là hết, tất cả các hành động thiện và bất thiện của chúng ta tiếp tục trổ quả trong tương lai, thì việc bố thí cúng dường giúp người cứu đời là chúng ta đang tạo ra những cái cánh cửa mở rộng cho người khác được an vui và hạnh phúc. Đó là những hành động mang tính người, mang tính nhân bản, nhân đạo rất là cao. Do đó ở Việt Nam vào mùa tháng 7 này đó, nơi nào cũng tổ chức chẳng bằng giúp cho những người nghèo, vận động những người giàu chia sẻ các cái sở hữu của mình cho họ, nhằm cho họ vượt qua một cái khó khăn nhất định nào đó. Lớn hơn nữa đó là tặng nhà tình nghĩa, hoặc là nhà tình thương, hoặc là giúp vốn cho những người nông dân nghèo khó, một con bò ngén, một con trâu nhỏ để làm vốn và thay đổi cái sự cơ cực ở trong cuộc sống của mình. Đây là những cách chuyển nghiệp rất là cụ thể mà những người con Phật nên bắt chước và noi theo. Điều cuối cùng đó là noi theo hạnh ngài Mục Kiền Liên, chúng ta báo hiếu cha mẹ hiện tiền và cha mẹ đã qua đời. Theo Đức Phật đó, không ai thiêng liêng và cao thượng hơn cha mẹ ruột của mình. Các tôn giáo khác đó, thường khích lệ chúng ta nhớ ơn nghĩa của Thượng Đế và các thần linh nhiều hơn là nhớ ơn nghĩa đối với cha mẹ. Do Thái giáo, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Tin lành giáo khuyên tín đồ không được thờ cha mẹ sau khi chết, vì cho rằng cha mẹ là ma quỷ thôi. Chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, đó là Chúa ở trên trời, hóa thân là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô trên mặt đất thôi. Còn đạo Phật chúng ta cho rằng là Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh chưa từng có thật, cha mẹ, ông bà, tổ tiên của chúng ta là những con người thật, mà nếu thiếu họ, chúng ta đã không may mắn đào thai làm con người. Do đó khi đào thai làm con người, dầu có khổ cực cỡ nào đi nữa, bị cha mẹ chúng ta lãng quên đi nữa, vứt vào sọt rác ở các cái cô nhi viện đi nữa, chúng ta phải có trách nhiệm mang ơn cha mẹ khai sanh sự sống của mình dưới hình thức là một con người. Ta đặt ra giả thiết, nếu không có cha mẹ
ta lỡ sanh ra làm con chó, con mèo thì sao? Con heo, con gà, con vịt, con trâu, con bò còn tệ hơn nữa. Cho nên mang thân phận con người, dầu có cực khổ đi nữa, chúng ta vẫn có phước báo hơn 100.000 lần so với có con gia súc trong các gia đình giàu có. Chính vì thế mà Đức Phật tôn vinh cha mẹ là hai vị Phật trong gia đình. Có lẽ chưa từng có một nền kinh thánh nào, một văn học tôn giáo nào đề cao vai trò của cha mẹ như là Đức Phật ở trong kinh Phật. Khi cho rằng là cha mẹ là hai vị Phật trong gia đình, thì khi vào chùa đó, chúng ta tôn kính Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai như thế nào, thì tại nhà chúng ta cũng phải tôn kính ông bà, cha mẹ tương tự như thế. Người Việt Nam ta có truyền thống văn hóa thờ tổ tiên. Ông bà tổ tiên đã qua đời 100 năm, vài chục năm, đến ngày giỗ của ông bà chúng ta vẫn cúng một cách rất trịnh trọng. Đó là một cái văn hóa uống nước nhớ nguồn, rất phù hợp với văn hóa hiếu thảo được Đức Phật giảng dạy. Đức Phật mô tả về công ơn của người mẹ rất ấn tượng ở trong kinh Báo Ơn Cha Mẹ như sau: hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Có lẽ quý bà, quý cô đã từng làm mẹ và đang làm mẹ đó, cảm nhận được cái sự mô tả rất đặc biệt của Đức Phật về công ơn của người mẹ. Khi mang thai đó, Đức Phật sánh ví người mẹ đó đang vác một cái ba lô sự sống trước cái bụng mình, giống như vác một tảng đá. Người du lịch ở phương Tây thường gọi là tay ba lô đó, vác cái ba lô ở vai sau lưng, và cả cơ thể chịu cái sức nặng của ba lô đó. Còn người mẹ đó vác cái ba lô sự sống trước bụng mình mà không có cái gì để ghì hết á, bà phải đi một cách rất là cẩn trọng, sợ sấy thai, sợ đứa con bị trục trặc, kiên cử hết tất cả ăn uống để không dẫn đến tình trạng dị tật bẩm sinh trong bào thai đối với con. Đó là sự hy sinh rất là lớn, và nhiều bà mẹ đã chẳng màng son phấn trang sức điểm gì cho mình nữa, tất cả là nghĩ tưởng đến đứa con trong bào thai hết. Tình cảm đặc biệt và cao quý đó còn tiếp tục kéo theo sau 3 năm kể từ khi đứa con được sinh ra. Tức là 3 năm nhú bú mớm, cho uống sữa, rồi mớm ăn, rồi dìu dắt, hướng dẫn cho đứa con được biết đi, rồi được vui cười, rồi ngủ ở chỗ khô và nằm chỗ ướt. Hiện nay thì cái văn hóa này đó nó bị mất dần, bởi vì đời sống của các bậc cha mẹ ngày càng được tiến bộ hơn, cải thiện hơn. Nhưng cái hạt giống tình thương của các bậc cha mẹ đối với con cái đó, nó vẫn rất là sâu sắc, đậm đà, bao la, vĩ đại và rất thiêng liêng. Chị em Việt Nam giàu định cư ở tiệp khắc nói riêng và hải ngoại nói chung đó, là tiếp thu một nền văn hóa mới của bản địa. Nhưng nền văn hóa thương con, chăm sóc cho con, hướng dẫn cho con, nâng đỡ con trong cuộc đời đó gần như là gắn bó suốt cả một kiếp người. Đó là lý do mà Đức Phật sánh với cái công ơn đó như là ơn Phật vậy. Và người mẹ như thế chính là Phật bà sống ở trong gia đình của mỗi người. Cho nên khi cha mẹ còn khỏe mạnh thì Đức Phật khuyên đó là con đó, chúng ta phải báo hiếu cha mẹ và ông bà qua ba cách, qua ba điều. Điều một đó là sớm hôm, sớm thăm, tối viếng. Nhất là trong văn hóa phương Tây, con cái tách lập riêng ở ngoài nhà khác, nhưng mà phải thăm viếng thường xuyên để cha mẹ của mình không có cảm giác buồn tủi, cô đơn, trống vắng, vô dụng ở tuổi xế chiều. Thứ hai đó là chia cắt 20% lợi tức kinh tế mà mình đạt được để giúp cho mẹ, cha ở tuổi già vốn mất sức lao động có thể có một đời sống cuối đời rất là an lành và hạnh phúc. Người Việt Nam chúng ta rất đặc biệt về phương diện này.
cha mẹ ở Việt Nam chúng ta gửi tiền hàng tháng về để châu lo, rồi có người bảo lãnh cha mẹ sang hải ngoại đi du lịch để biết về thế giới phương Tây phát triển. Tất cả những tấm lòng cao thượng đó, đó làm cho cha mẹ chúng ta cảm thấy rất hãnh diện và tự hào với con cháu. Và điều ba, nếu cha mẹ chưa tin Phật do vì nghĩ rằng là chết là hết, Phật là một nhân vật huyền thoại không có thật, hoặc là sống với một thói quen mà không bằng tâm gì đến đời sống tinh thần, thì người con hiếu thảo đó cần phải có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ mình trở thành Phật tử để trải nghiệm hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Và thứ tư, khi cha mẹ qua đời do tuổi thọ hết thì con Thảo, cháu Hiền đó phải cam kết giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia tộc và văn hóa Việt Nam. Thì hiện nay đó là các quý Phật tử làm rất tốt về việc này, làm ăn, định cư và sinh sống ở nước ngoài, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, văn hóa Phật giáo đến những ngày lễ lớn như Tết, Phật đản, Vu Lan. Dầu bận rất nhiều việc, các quý Phật tử đều dẫn con cháu đến như là ngày hôm nay. Hãy nên tiếp tục duy trì cái truyền thống văn hóa tốt đẹp đó. Đó là cái cách mà chúng ta giúp cho con cháu của mình báo hiếu một cách trọn vẹn. Sau khi cha mẹ qua đời đó, thì báo hiếu đó bao gồm vào những ngày lễ giỗ thì chúng ta cùng ôn lại tiểu sử và cuộc đời của người quá giảng để cho thế hệ sau đó, đó là uống nước nhớ nguồn, tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách. Thì đó là những hành động hiếu thảo rất là cụ thể và thiết thực mà tất cả chúng ta cùng làm. Kính thưa tất cả các quý bà con đồng hương và người Việt Nam tại thành phố này, thì đó là cái tóm tắt của nội dung bài kinh Vu Lan mà lát nữa chúng ta có cơ hội ôn lại qua việc đọc tụng. Chúng tôi chia sẻ ngắn gọn để chúng ta cùng nhớ câu chuyện với những nội dung như trên, để khi tụng bài kinh này đó, chúng ta nêu một cam kết lớn, đó là trở thành người con sống hiếu thảo, chuẩn mực, và hướng dẫn cho con em của mình đó, cũng sống hiếu thảo và chuẩn mực. Nhờ đó bất cứ ở đâu, nơi nào, thời điểm nào, người sống có hiếu thảo sẽ là người rất là hạnh phúc và làm cho cha mẹ cũng được hạnh phúc theo. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.